Một nhóm các nhà nghiên cứu tại đài quan sát Leiden ở Hà Lan gần đây đã công bố phát hiện đầu tiên của ete Dimetin trong đĩa hình thành hành tinh trên tạp chí Thiên văn học và Vật lý Thiên văn. Dimetin ether là phân tử lớn nhất được xác định trong đĩa hình thành hành tinh cho đến nay, bao gồm 9 nguyên tử. Phân tử hữu cơ này là một khối xây dựng của các phân tử hữu cơ lớn hơn nhiều. Cuối cùng có thể dẫn đến sự tiến hóa của sự sống trong hệ tiền hành tinh này. Nasanti Brankan, một học viên thạc sĩ tại đài quan sát Leiden và là tác giả chính của nghiên cứu, nói rằng những quan sát về các phân tử hữu cơ trong các đĩa hình thành hành tinh có thể giúp chúng ta tìm hiểu thêm về nguồn gốc của sự sống trên hành tinh của chúng ta, và do đó hiểu rõ hơn về tiềm năng của sự sống trong các hệ hành tinh khác. Nhóm các nhà nghiên cứu đã sử dụng Atacama Large Millimeter Submillimeter Array AUMER ở Chile để thu được các quan sát về Dimetin Ether. AUMER là một kính thiên văn vô tuyến, quan sát ánh sáng có bước sóng từ 0,32 đến 3,6mm và bao gồm 66 anten, hoạt động cùng nhau như một kính thiên văn duy nhất, còn được gọi là giao thoa kế. Mục tiêu của AUMER là nghiên cứu sự hình thành sao, các đám mây phân tử và vũ trụ sơ khai để hiểu rõ hơn về nguồn gốc vũ trụ của chúng ta. Dimetin Ether được phát hiện trong đĩa hình thành hành tinh xung quanh ngôi sao trẻ IAS-48, còn được gọi là Ophir-48, nằm cách 444 năm ánh sáng, hoặc 2,61 tỷ dặm theo hướng của chòm sao Ophiuchus. Phân tử hữu cơ thường được quan sát thấy trong các đám mây hình thành sao, nhưng vẫn chưa được quan sát thấy trong đĩa hình thành hành tinh. Nhóm nghiên cứu cũng đã phát hiện dự kiến về methylformate, một phân tử phức tạp tương tự như dimetin ete và cũng là một khối xây dựng cho các phân tử hữu cơ lớn. Nhiều phân tử hữu cơ phức tạp được cho là được hình thành trong các đám mây hình thành sao, thậm chí trước khi các ngôi sao được sinh ra. Những môi trường này cực kỳ lạnh, tương đương 20 đến 100 K, cho phép các nguyên tử và phân tử đơn giản bám vào bề mặt của hạt bụi, tạo thành một lớp băng. Trên lớp băng này, các phân tử có thể di chuyển và các phản ứng hóa học xảy ra. Ophir-48 đã được nghiên cứu rộng rãi vì đĩa của nó chứa một vùng không đối xứng được gọi là bẫy bụi. Khu vực này có thể được hình thành do một hành tinh mới sinh ra hoặc một ngôi sao đồng hành nhỏ giữa IAS-48 và bẫy bụi, bẫy một số lượng lớn các hạt bụi có kích thước mm. Chúng có thể kết hợp lại với nhau để phát triển thành các vật thể có kích thước hàng cây em như sao chổi, tiểu hành tinh và thậm chí cả hành tinh. Bẫy bụi này cũng đóng vai trò như một bể chứa băng, nơi các hạt bụi với băng dầu phân tử phức tạp tồn tại với số lượng dồi dào. Chính trong vùng này của đĩa, nơi phát hiện các dấu hiệu của dimetin ete, bức xạ từ ngôi sao trung tâm IAS-48 làm nóng các phân tử, làm thăng hoa băng thành khí, sao cho các phân tử trước đây bị mắc kẹt trong băng được giải phóng và AUMER có thể phát hiện được. Các phân tử hữu cơ này là các hợp chất tiền thân của các phân tử tiền sinh học, ví dụ axit amin, đường, các khối cấu tạo cơ bản của sự sống. Nghiên cứu về sự hình thành và tiến hóa của các phân tử này có thể giúp các nhà thiên văn hiểu rõ hơn về nguồn gốc của các phân tử tiền sinh học và cuối cùng là sự sống trên các hành tinh, bao gồm cả hành tinh của chúng ta. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.